dưới một trong những cái mẫu lụp mà em bán chạy nhất hiện nay và cũng được rất là nhiều anh em ủng hộ và đánh giá chất lượng cao, đó là mẫu lồng lụi. Lồng lụi này thì dưới dạng form mào và form chè, anh em có thể sử dụng bởi cả mào lẫn chè. Đây là cái form một mặt nhé. Nhiều anh em hỏi bảo là cái mẫu này có hai mặt hay không, thì hiện tại bên em chỉ sản xuất mẫu lồng lụi một mặt thôi. Chất liệu là 100% bằng cây lụi. Đấy, duy nhất chỉ có cái vanh này bằng là vanh inox này. Đấy, bởi vì sao ạ? Khi mà bên em có sử dụng cả bằng vanh lụi nhưng mà thấy rằng cái vanh lụi nó không nhạy bằng cái vanh inox, nên là bên em chọn lựa cái vanh inox để gửi đến toàn thể các bác nhằm mà nâng cao cái hiệu quả khi mà các bác và anh em sử dụng mẫu lồng này. Lồng này thì với cây lụi và lụi thì chất liệu lụi nó sẽ đem đến cho toàn thể các bác cái độ bền rất là cao, không bao giờ lo bị mối mọt các bác nhé. Nó gần như là những cái chất liệu sắt thép, cho nên là rất là nhiều anh em thích ở cái phòng phần lồng lụi này. Và hơn thế nữa thì với hình dạng và màu sắc của cây lụi nó cũng là màu thâm nâu như thế này, nên là có cái tính ngụy trang rất cao. Đấy, đang sờ đến lưới thì giới thiệu luôn cho toàn thể các bác này. Lưới này bao chạy mắt cho toàn thể các bác nhé, bao chạy mắt luôn, và mắt lưới là mắt 5 phân. Đấy, lưới đan tay lên là các bác và anh em yên tâm đánh mào đánh chòe thoải mái không lo lọt đâu nhé. Và màu đen là cái màu ngụy trang tốt nhất. Đặc biệt thì các bác nhìn đến này, với cái thiết kế bằng cái lụi thì bên em làm rất là tỉ mỉ với những vòng cung. Hơn thế nữa thì cầu tử bên em làm theo cái thiết kế là hai lan lồng vào với nhau. Thông thường thì nếu mà cái cầu tử mà làm hai lan như thế này là và sẽ sử dụng và đặt vào những cái mẫu lồng lụi cao cấp với cái giá thành rất là cao, trên 1 triệu cơ. Thế nhưng hiện nay thì bên em sẽ làm kỹ hơn khi lồng hai cái thanh lan này vào. Đấy, làm phần cầu tử nó vừa chắc vừa khỏe và vừa đẹp, đặc biệt là nó sẽ nhạy hơn. Và với cái giá thành không hề thay đổi một tí nào các bác nhé. Đấy, em sẽ thử luôn cho toàn thể các bác và anh em thấy này. Đấy, sau khi mà cái lồng này nó sập vanh thì các bác nhìn nhá, ở đây có một cái khóa vanh này. Đây là một cái khóa vanh dành cho toàn thể các bác yên tâm đánh, nó không bao giờ lo bị sổng. Đấy, thì đấy là cái phần thiết kế và phần cấu tạo lên cái mẫu lồng. Thế còn phần móc là cũng là một trong những cái phần mà có cái giá thành khá là cao. Móc này mà các bác và anh em mua bên ngoài là phải rơi vào tầm 100.000. Đấy, móc inox ti đồng này, chốt thì cũng bằng chốt đồng luôn nhé. Đây các bác nhìn này, hình như là dính mất rồi. Chốt đồng luôn. Nếu mà về các bác và anh em nào muốn dính hơn thì các bác hãy dọ cho em một tí keo 502 vào. Đấy, là yên tâm là sẽ không bao giờ nó bật. Đấy, hai cái đầu bịt này cũng sẽ sử dụng bịt đồng luôn. Mà giá thành thì nó cực kỳ rẻ, không hề thay đổi. Mặc dù được cải tiến rất là nhiều, từ thêm bịt đồng này, từ thêm những cái chốt đồng này, rồi thì với hai lần thanh nan ở phần cầu tử. Nhưng mà giá thì bên em còn rẻ hơn so với năm ngoái cơ. Năm ngoái là em đang cung cấp với cái giá là 750.000 đồng một chiếc lồng lụi như thế này. Nhưng hiện tại là bên em đang cung cấp giá chỉ còn 650.000 đồng, bao phí ship vận chuyển có cống ăn và áo luôn cho toàn thể các bác nhé. Đấy, nếu các bác nào muốn mua hãy liên hệ trực tiếp cho em. Và trước khi mà kết thúc cái video này thì em muốn gửi đến toàn thể các bác cái kích thước khi mà em áng chừng bằng tay. Bởi vì tự nhiên sực nhớ ra các bác ạ, nhiều bác cũng khá là quan tâm đến cái kích thước. Đấy, kích thước này thì đều là kích thước chuẩn do thợ người ta làm lên các bác ạ. Đấy, ngang như này độ khoảng 25. Và cái chiều rộng này của lồng nó lên khoảng vào tầm 20 các bác ạ. Đấy, chiều rộng của lồng 20. Và với phần bề ngang này nó rơi vào khoảng 25. Đấy là cái kích thước của lồng khi mà em ướm bằng tay, chắc chắn là nó là như vậy. Đấy, bác nào có nhu cầu mua hoặc cần tư vấn cụ thể hơn hãy liên hệ trực tiếp cho em qua cái đầu số điện thoại đang ghi một phần góc màn hình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại toàn thể các bác.